Bà bị sao hả bà? Bị té à? Té mà phải gánh 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 cái này đi bán hả? À, không có gian luôn hả? Nuôi cái thằng bệnh tâm thần ở quê, bà đón bà đi. Dạ. Yeah. Khám gửi về chịu máy mà bà đón bà đau với bà bệnh biết cũng mất mà gần 80, 70, 90. Bà là mắt bạn... Mắt nó kém quá, bà đi bà bị té hoài, tại trong bọc. Dạ. Yeah. Mắt nó lờ. Năm nay là bà bao nhiêu rồi bà? 79. 79 tuổi hả? Cũng ngọ. Bà quê ở đâu? Bà quê Quảng Ngãi. À. Bây giờ bà nó không còn mấy từ vòng vòng mấy đứa nó thấy nó ngồi vòng. Nó giống như vòng nó thấy rồi nó té nữa bà bị té cái rồi bây giờ. Dạ bà. Tối quá chừng nó đau bà té lại rồi nó ngồi đây nè. À. Nó té bà sốt luôn. Sốt luôn hả? Bây giờ bà ở đâu hả bà? Quê bà ở Quảng Ngãi nhưng mà bà ở bên cạnh chị cháu, bán ở chú Võ. À. Bà gánh về đi bán bà nuôi cái thằng bệnh hồi năm nay mà bây giờ 46 tuổi rồi. Là nuôi từ lâu rồi nhưng bây giờ. 27 năm. À. Sao? 27 năm. Sao mà? Chết lâu rồi bà dẫn đi vô đây nó đang khỏi ngã dây bệnh rồi mất quá. Bà dẫn nó về quê cho anh nó làm ruộng nó nấu cho nó ăn rồi bà gánh đi bán. À. Bà bán mình nuôi nó. Bà nội ơi, bà là bà nội hả? Con trai. À con trai của bà. Con trai luôn hả? Mà anh đó là bao nhiêu tuổi? Nó bệnh mới hôm 2 tuổi nó gì làm. Bao nhiêu tuổi hả bà? Bây giờ nó 46 rồi kè không? Tôi đá cho chú đi. À. À. Lấy thực phẩm đi được không? Bỏ tên ly đó. Hả? 10 ngàn. 10 ngàn một ly. Ừ. Đó, rồi cái đấy vòng vòng vòng. Là bà ở trò bên Bình Thạnh hả bà? Ở trò hay là ở nhà luôn? Ở kia nó làm cửa sắt. À. Rồi cho nó nhỏm trên tự hồi đuổi nó về. Dạ. Bà đuổi nó về cái rồi bà về bà thầy bùa thủy á chữ ông bớt à. Quả nhất ba nó rào ba nó chết lên chết xuống nó rồi ông chết à. Tội nó không chết luôn cái ông đẻ cái thằng bệnh nợ cho bà nuôi từ cái năm đó bà thấy tội quá dễ họ khổ quá đâu bà dẫn vô đây cái nó bỏ nhà đi xuống đi chối hai ba ngày đắt đỏ dính cùng chân cái chân bà thấy cái bệnh thôi bà dù nghỉ bán bà dẫn đi về quê à. Dẫn về quê cho cái thằng làm ruộng á nấu cho em nó ăn rồi bà đi bán mà mỗi người về hàng tháng. Dạ. Một ngày nó ăn ba cục. Dạ. Tiền chợ ba chục cho ba tiền hàng tháng 10 ngàn. Nhà nước cho được 400. Nhà nước cho 400 một tháng hả? Còn bà nó 80 tuổi mới có. Chứ à. Bây giờ bà chưa đúng 80 tuổi chưa có. À dạ. Dạ mỗi ngày mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả bà? Từ 1 giờ bà đi xuống bà ở ngay chỗ Sài Gòn que á. À. Đô thị nó tới miết nó đâu có cho bà gánh đâu có. À. Nói chung ở trong mé bà ngồi. Dạ. Lần nào mà nó đi rồi bà gánh. Ừ. Sẽ nhắc chặt bưng là sẽ cho mà ngồi đó. À. Bán thì... còn hết rồi đi. Lai mấy đứa. Dạ. Bị giật rồi bà. Ừ. Cho bà gánh đi ra trên cái mặt năm mặt kem đó. Dạ. Vất vả quá ha. Bà bán cái này lâu chưa? Bán lâu nuôi thằng bánh đó. Nuôi mấy chục năm nay á. Dạ. Yeah. Bà ngồi bà bán hồi thằng còn quê chưa có. Mà. Bà tên gì? Hả? Bà tên là gì? Phạm Thị Lan. Phạm Thị Lan. Là bao nhiêu tuổi à? Này là bà nói là 79 tuổi. Dạ. Yeah. Mấy đứa à, bà đi ngõ đường Nguyễn Du á. Mấy đứa mà nó mang đồ nó quay phim á. Dạ. Yeah. Nó kêu bà nó hỏi bà. Ừ. Nó nói bà giờ bà coi bà sao con biết cụ thể hết bà đây là con tịch. Không. Bây giờ con cho bà biết bà có cụ thể hết cho con mà con lên TV bà chạy đó. Dạ. Yeah. À, còn không rồi. Dạ. Yeah. Lên TV chắc bà đi bán. Đập bà nói đập bà gì mới nuôi nó được nhà rồi. Ừ. Nếu mà rủi có qua đầu thì để cho cái thằng làm ruộng ha, nấu cho nó ăn. À gửi ở ngoài quê hả bà? Thằng làm ruộng khổ lắm. Dạ. Yeah. Ngoài quê là mình là làm ruộng hết rồi hả? Ở quê thì mình làm ruộng. Bà vào Sài Gòn lâu chưa bà? Lâu mấy năm rồi ta? Hai mấy mấy? Cái thằng nó lâu rồi. Không. Nó lâu lắm. Bà vào Sài Gòn là mấy năm rồi? Trời. Bà bán hồi Sài Gòn que chưa có làm. À. Sài Gòn xe gì đó, chỗ nó chưa có xe. Bà bán năm nay 20 mấy năm rồi. Dạ. Yeah. Để bà nuôi cái thằng bệnh đó. Ừ. Bà kể con nghe. Dạ, dạ đúng rồi. 2 tuổi mà giờ nó 46 tuổi. Dạ. Ở đó bây giờ đi bán ai cũng biết bà là bà già Hồ Văn Kè đâu đó. Dạ. Bà hay bán đường nào với... Bà nó bán năm ngày con nghĩa chứ thằng còn quen bằng hồi đó ai không, cũng biết ý, là những ngày gần đây là bà hay đi chỗ tuyến đường nào? Bữa mà còn giờ bà bị gánh đi lai ra dài. À. Bà bữa nọ thì bà ngồi đó bà bán mấy đứa cho thấy nó mua giùm. À, nó Sài Gòn Square hả? Dạ, dạ. Bà bán mấy đứa nào cũng biết bà. À. Thầy mấy thằng vô không được biết hết á. À. Bà ừ. Bà đúng rồi, mình đâu đi được đâu đúng không? Đeo chung quá mà cái mắt bờ bữa nay gần 80 mắt ký. Nhưng bây giờ cỡ tuổi này mà mắt không lời mà bà. Dạ. Xuống ngõ ra mấy cái. Có lấy tiền nhớ ba. Có năm lấy rồi mới tạm rồi. Bao nhiêu? Lũ 8. 8 nè mà bà ngồi.
cây bà nhỏ nhà trong đó bắt bà bán cho chín rồi. Dạ. Bà ở Bình Thạnh là ở phường nào bên đó hả bà? Bà ở phường 15. Phường 15 quận Bình Thạnh hả? Ở đường nào? Ở Điện Phủ qua bờ cầu. À. Chùa. Chùa. Dạ, từ đó hỏi bà Lan bán chè hả? Là người ta biết không? Bà biết hết cho mà không? Bà muốn ai mà giờ có kiểu mà rồi lên TV ai xong nhìn nó bà chạy lắm, đau đâu. Dạ đúng rồi. Bà khổ lắm. Bà ở đâu bà? Quê bà ở Quảng Ngãi nhưng mà thật ra là bà khổ quá, bà đi bán cho tới tuổi này đáng hỉ quá. Dạ. Đáng hỉ quá rồi. Dạ. Dạ. Hôm nay bà bán xong hết chưa? Còn mấy ly đâu. Dạ. Con không khổ được rồi. Còn mấy ly còn có 3 ly nữa. 3 ly nữa, ăn hết rồi. Còn mấy ly con hỏi cho bà đi cho bà hết rồi. Tổng nóng hết lên 3 lạc đổ khác thôi. Dạ. Yeah. Hồi đổ đây đổ xuống. Dạ. Từ 7 dặm đổ đen. Dạ, yeah, đổ đen. Bà đánh đi xuống nước rồi bà làm cho bà 2 mấy. Dạ. Một ngày bạn tổng kết lại được bao nhiêu tiền? Có kiếm hạ 200 mấy. Dạ. Xe xuống 200 rồi. Xe, xe đâu hả? 70 ngàn, hay chở chè, 400 chè xuống. Rồi đi cho. Dạ. Xuống 7. Ừ. Thì nổi tiền xe nó có cái 90 ngàn rồi đó. Dạ. Còn cái ngày nó cầm mà gánh không nấu nữa mà bà đi bộ đi. Dạ. Dạ. Đây bán hết mà. À. Nước gì hả bà? Trà đá. À, trà đá hả? Thấy đứa nó mua cơm rồi nè. Bà ăn đi rồi rồi bà ấy bán cho bà nước. Bà này có mơ bà uống rồi rồi bây sữa. Dạ. Rằng rằng đó rồi mấy đứa nó bán đồ, đứa có ăn cái gì đó 10 ngàn, 15 ngàn, 10 ngàn, rồi. Dạ. Trước ngoài quê là bà làm ruộng thôi hả? Không làm ruộng. Không có tiền, bà gửi gì, một trong mời rồi bà nó ăn 10 ngàn. Dạ. Còn đi chợ 30 ngàn. Dạ. Còn cái tiền mà 400 ngàn đó. Thuốc, xế. Dạ. Xế đố bụng mà mua gì cái em, trái chuối hoặc hoặc lông nước. Dạ. Còn có 10 ngàn để cho nó ăn sáng. Ừ. Mua 10 ngàn cháo hoặc 10 ngàn bánh bèo hay bánh cuốn chè là 10 ngàn thôi. Dạ. Còn 30 ngàn. Qua 5 ngàn rau. Dạ. 7 ngàn tôm là một con canh nữa. Mua cái cá vậy kho nó kia cũ rồi. Dạ. Bao nhiêu đó. Dạ. Thì cũng vất vả. Bà có hay đau ốm nhiều không? Hay đau chân nữa hả? Đau chân này rất quá rồi mà bà té biết đau không? Không, nghĩ là ngoài đau chân còn đau gì thêm nữa không? Đau cuộc sống hả? À. Toàn mấy bệnh người già không hả? Người già mới hay bệnh vậy đó. Cha trẻ mà nó còn đau chuyện kia chừng nọ già tới này nó biết cứng lo mà đi đâu mà đáng cho bệnh cứu chấm cơn đau. Dạ. 3 tháng mà thấy một tháng là không gì. Hai bạn ở Sài Gòn xưa qua, còn chứ nếu mà... Con làm đâu? Dạ không, con cùng đi làm văn phòng này thôi. Con làm văn phòng ở bên Tân Bình đó. Dạ, quận Tân Bình đó bà. Bà có biết bên quận Tân Bình không? Dạ. Bà đi đâu có nấu được. À, tức là bà... Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ còn 3 ly ha. Giờ con để con mua thêm 3 ly nữa. Dạ, dạ, dạ. Còn có 2 ly nước đi. Ừ, thằng Yên mua thêm 2 ly cho bà. Mua dầm cho mấy đứa bạn. Bà bé đi nhiều. Nó đi dầm dầm nhà mấy anh vô thấy nó biết nó bà ơi bà gì nó chơi cái dần hầu cũng không. Dạ. Con thấy được cái con không được cái xích nhà. Bà hầu nữa còn người khác hầu được. Dạ. Có bữa bà gắt em nấu rồi bà bưng lần rồi biết cho con khó đó. Dạ. Nó bà ngồi xong nó đi rồi lát nó cái xe cây nó đi rồi bà ngồi ra. Dạ. Bà lâu. Dạ, dạ, thôi dạ. Em có một cái kia em đóng rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Không có mua gì này mà bỏ. Dạ, dạ, mua buôn, bà bỏ vào cho con đi. Thật quá, bà đi ra bà đi bán thì tới tuổi này đó, thấy quá. Dạ, dạ, dạ. Dạ, tới này rồi mà ai cũng như tôi bệnh bán kia. Dạ, dạ, thôi, dạ, anh đi tới nha. Dạ, 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 d
Dạ. Bạn này lấy tiền về nuôi con thôi mà ha. Con khác đâu có gì tự máy. Ờ. Dạ, bán hủ tiếu gõ hả? Dạ. À. Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi, dạ dạ. Ăn thêm ly nữa đi này. Ngọt quá thì bỏ đá nhiều vô. Thôi lấy bộ đá đi. À, đúng rồi. Lấy luôn đi rồi đem về đưa cho bà xã. Mai mai ăn. Dạ dạ. Thôi giờ là bà về luôn ha. Bà thuê xe. Chỗ chợ đây cái rồi bên lên ngay chỗ trên độc lập đó. Dạ. Cái rồi bà lên đó có một xe hơi của em đó. À. Chở 25 ngàn. Về Bình Thạnh. Về Bình Thạnh cho bà đi. Ở Bình Thạnh là đâu em? Bình Thạnh phường 17 á. Phường 15. À phường 15. Phường 15. Ngay nơi bà nói này nơi qua nơi chùa gì bà? Bình Thạnh. Chùa Bình Thạnh à? À Bình Thạnh chẳng đi đường này. Không, đi xuống về đây. Chùa Phước Thạnh đi lên này. À chùa Phước. Bây giờ đi lên, hôm nay đi năm kỳ cơ nghĩa. Dạ. Đi qua đường Đinh Trung Hoàng có biết không? Dạ biết. Ngay rồi, cái đầu là bảy cây. Cái đó hùng đồ rồi thắng này. Chỗ đó thì có mới nói chắc khoảng 7 cây ha. 7 8 cây gì đó. 5 ly bà. 5 ly rồi, cảm ơn con nha. Dạ dạ dạ. Thôi chúc bà sức khỏe nha. Mua mày bán đắt. Con cũng ủng hộ bà vậy thôi chứ con cũng không có gì. Dạ dạ thôi, cảm ơn bà nha. Dạ. Dạ, thôi cố gắng bà. Dạ dạ. Để đá không? Lấy ít đá. Đá đi. À, lấy ít đá đi. Còn đá đi, không? Đổ hết cái con rồi chết hết rồi. À, để bà đổ ra còn để bà đổ ra. Cầm cho tao chút xíu. Ăn cho xong cái ly chai này. Rồi ghê không? À, có cầm với được không? Làm ba nó xin lâu nay mà đâu nay nó còn chưa làm được, làm về chán quá rồi, chính làm công nhân được rồi, mà xin nhà trò để đặt đó, làm công nhân nhà trò đó. Thấy không, khá xa, trong này đó. Anh làm công việc mà anh để nó chán quá, thả một tháng trên nhà trò, trên này trên nào với được chứ, giờ nó không chính mình để làm việc đạt. Giờ mình tính làm gì hả anh? Mình tính làm Dạ đúng rồi, bà về bà nhà bà. Bây giờ xin lanh lằng bà về đâu? Bà đi nhanh chỗ nào? Bây giờ bà đi lên này nha. Lên với Du. Tới giờ độc lập. Độc lập rồi cái xe hơi mới chạy ra tới chạy thẳng ra cái ô tô thấu. Dạ. Bây giờ bà hãy không xe hơi mà tự nhiên độc lập hả? Bây giờ đây gọi gì đó. Gần không ta, ở đây gần không? Viên độc lập thì tập viên độc lập nó này đi lên chạy với mấy thằng này á. Nhưng mà khổ ấy, chờ ba đang mưa. Mai ai chờ ba. Đến giờ này anh chờ ba về tận nơi được. Nhưng mà mai ai chờ ba đấy. Dạ yeah. Bây giờ ba lên đây nè, lên chạy với thằng. Chờ ba về chạy thẳng chờ ba luôn. Tiếp đường Nguyễn Châu không? Dạ yeah. Ba lên đường Nguyễn Châu. Lên đường Nguyễn Châu rồi nó ba gọi điện thoại đó, ba đi không đi đấy. Tới ngày có chỗ Dạ dạ. Trước cái cột lập đó. Dạ. Đường Lê Dũng đó. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ dạ. Đấu rồi con chạy thẳng lên một cây biển phủ. Hiểu cái đó không? Dạ dạ dạ. Thôi đi về. Đi về chứ để tan hay đó. Ừ. Đi. Chút xíu về để lấy lá cây cho bao nhiêu đúng. Em ở đâu qua đây làm? Dạ em ở Quảng Trị. Thì. Dạ dạ. Hà Tín hai anh. Dạ dòng. Dạ. 5 năm hả? Dạ. Dạ, được kiếm việc là khác làm hay. Dạ, dạ. Dạ, thôi con chào bà nha bà. À. Này, 70 tuổi còn đâu. Ôi, 70 tuổi em chết lâu rồi. 79 tuổi đi rồi. 79 tuổi chắc em chết lâu rồi.